ngày thứ 6 quả là một ngày dài nhưng đầy hấp dẫn. Nhà gió đã di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Châu Đốc An Giang, quãng đường dài gần 250 cây số. Tuy nhiên thì đường về miền Tây bây giờ khá là đẹp và thuận tiện rồi. Gia đình gió chủ yếu đi cao tốc và qua những cây cầu dây văng, chứ không có còn đi phà như hồi xưa nữa. Ở tập trước, gió đã đưa mọi người đi tham quan chùa Hang, một ngôi chùa cực kỳ đẹp ở thành phố Châu Đốc An Giang, và được đi cáp treo chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố về đêm. Mọi người chưa xem có thể xem lại clip trước của gió nha. Ở tập này, gió sẽ cùng với mọi người trải nghiệm đi xe lôi trả lễ miếu Bà Chúa Xứ nha. Đây là một ngôi miếu cực kỳ linh thiêng ở xứ Thất Sơn An Giang này, và trải nghiệm những đường mắm ở hai bên cùng là thức món bánh bò thốt nốt An Giang. Nào mọi người cùng đi với gió nha. Bò thốt nốt bán sao vậy gì? Cho con 5 cái. Xin giới thiệu với mọi người, đây là quán xinh yêu của gió. Cười lên con, cười lên. Và bây giờ gió sẽ đi xe lôi lên trên miếu Bà Chúa Xứ nha mọi người. Vậy thôi. Mát đâu? Mát chứ. Lẽ ra là đi xe lôi từ hôm tối qua rồi, nhưng mà gió không có sắp xếp được, thành ra là sáng nay mới đi. Nặng không chú? Lo chở 5 người mà. 5 người đó là chú? Có 5 người, 4 người, 5 người. Xe lôi là xe đạp có gắn thêm thùng ở phía sau để chở khách, và đây từng được xem là xe vua ở vùng đất Tây Nam Bộ xưa. Buổi sáng trời rất là dịu nha, nhưng mà lát nữa chắc tầm 9 mấy 10 giờ là nắng thôi luôn. Gió cầm hoa đi trả lễ. Thực ra là còn có cả trái cây, còn có cả đèn với dầu nữa, nhưng mà gió để trên ô tô rồi. Thì chú có chia sẻ là một chiếc xe lôi như thế này thì có thể chở được 4 đến 5 người, và giá vé xe lôi hiện tại là 15.000 một người nha mọi người. Mọi người có thể trải nghiệm phương tiện đặc trưng này ở vùng Châu Đốc nha. Và cảm giác ngồi trên xe lôi ngắm quang cảnh vào buổi sáng thì thật là tuyệt vời mọi người ạ. Chiêu chiêu một tí trên đường đi trả lễ bà. Ở hai bên đường có rất là nhiều các cửa hàng bán mắm, một đặc sản ở khu vực miền Tây và đặc biệt là ở vùng Châu Đốc An Giang này, mà khi nhắc đến Châu Đốc thì không thể nào không nghĩ đến. Bên này là chùa Tây An ha chú. Miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc, sau lưng của gió là cổng chính vào miếu nha mọi người. Cổng này thì nằm ở chính giữa của khu vực miếu, và lối ra thì sẽ nằm ở hai bên cánh trái và cánh phải. Phải đi vào đúng cổng mới được nghe, và phải đi ra đúng cổng mới được đó. Tới miếu rồi nè mọi người. Mọi người có thể thấy là ở đây thì du khách đi viếng chùa khá là sớm. Mọi người có mặt ở đây để tham quan, đi du lịch hay là viếng bà và trễ lễ giống như gia đình gió. Và miếu Bà Chúa Xứ là một trong những địa điểm du lịch tâm linh bậc nhất ở An Giang này. Dạ dạ con cảm ơn. Dạ. Bây giờ gió sẽ cùng mọi người đi vào bên trong miếu bà để xếp đồ trả lễ nha. Ở phía góc cuối sẽ có một cái bàn dài cho mọi người sắp xếp để chuẩn bị đồ lễ. Đông lắm mọi người ơi, ai cũng bận rộn hết, và gió phải tìm một hồi thì mới có được chỗ trống để xếp đồ. Dạ. À dạ rồi con cảm ơn. Đây. Đây gió đang soạn lễ để lễ bà nè. Để luôn vậy ha má. Mọi người có thể lấy ở đằng kia. Cái đó. Khu vực để mâm nè. Đó. Trái cây này là gió mua ở phía ngoài luôn á cho nó. Trái cây này là gió mua từ ở trên đường đi từ dưới đoạn Bình Mỹ á. Gió đem lên. Mà định hôm qua, mua từ hôm qua rồi, định để đi lễ ba từ hôm qua, nhưng mà xong rồi tại vì vướng em Châu á, cho nên là lịch trình sắp xếp không có kịp, thành ra là sáng nay mới đi. Hôm nay thứ bảy là đông hết luôn rồi. Mà anh xin lỗi hồi nãy anh nói chủ nhật còn đông dữ nữa. Chính rồi.
sẽ mua dầu, mua đèn để trả lễ. Lễ này thì để gió đem sang bên chùa ông. Và đây là mâm lễ của gió. Xin trái táo, anh xin trái cầu. Rồi lát qua bên kia xin hai trái nữa. Cũng xin được bình thường, xin lọc gì đó lấy một. Đó con lấy một phần thôi, không có lấy hết. Gió đã làm lễ xong và tại vì bên trong á khu vực nó cũng trang nghiêm tại khu vực thờ cúng cho nên là gió không có quay phim nhiều. Gió chỉ quay cái khâu chuẩn bị thôi và đây là phần lễ gió xin về. Phần còn lại thì gió để lại ở phía bên trong nha mọi người. Gió xin một quả táo và một quả cầu. Lát qua bên chùa Tây An gió sẽ tiếp tục xin thêm hai lễ nữa. Gió chia sẻ thêm lần này đi miếu Bà Chúa Xứ thì gió có nghe được một thông tin rất là hay, đó là ở trên loa phát thanh đó đã bắt đầu phát thanh là mọi người hạn chế sử dụng nhang, tại vì khói đốt nhang nhiều nó sẽ không có tốt cho sức khỏe, và đồng thời là mọi người hạn chế hóa vàng mã để tiết kiệm chi phí. Đó là những thông tin mà hiện tại là ở trong miếu Bà Chúa Xứ họ đang phát loa. Gió cảm thấy rất là hay tại vì hiện tại là cũng đang hạn chế bớt những cái chi phí như vậy vào trong cái thời điểm kinh tế. Gió đang đi đâu đây? Gió đang đi qua bên chùa Ông hay còn gọi là chùa Tây An. Hai bên đường bán nhiều đồ ấy em ha. Ừ, hai bên đường thì bán rất là nhiều đồ, đặc biệt là mắm. Đi trên mấy cung đường đây là một đứa u mê mắm như gió là không lối thoát luôn. Và còn gì nữa biết không, ngày xưa mỗi lần lên Châu Đốc á là phải mua dầu. Mua dầu gió rất là thích luôn, nhưng mà phải chọn nha. Và đây sau lưng của gió là cổng chùa Tây An nha mọi người. Dạ dạ. Đi thôi. Dạ dạ không. Chùa Tây An cổ tự núi Sam với kiến trúc giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt cổ và Ấn Độ. Chùa không những là địa điểm du lịch tham quan rất nổi tiếng mà ở đây chùa cũng cực kỳ linh thiêng về việc cầu con cái. Chùa được xây dựng vào năm 1847, đời vua Minh Mạng. Chùa Tây An đã được Bộ Văn hóa xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 10 tháng 7 năm 1980. Không những vậy, chùa còn được Trung tâm Kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngôi chùa có kiến trúc kết hợp phong cách nghệ thuật Ấn Độ và kiến trúc dân tộc đầu tiên tại Việt Nam. Đó đang làm gì đây? Nó đang chuẩn bị lễ cho bên chùa Ông. Chùa Ông ở đối diện chùa Bà hả? Hay còn gọi là chùa Tây An á. Thì đợt năm đó gió đi thì gió được giới thiệu là chùa Tây An này thì xin cầu con rất là linh luôn. Đây là lộc mà gió xin được ở chùa Ông. Bên kia gió đã xin một quả táo, một quả na. Thì bên này gió sẽ xin một quả lê và một quả cam. Là đủ mâm lễ nha mọi người. Đây này, con sắp ra.
hai bên đường đường đi lên Miếu Bà là coi như là thiên đường mắm luôn. Trời ơi, mùi mắm. Mùi mắm thơm nồng nàn. Như gió là rất là mê mắm này thì thực sự là không chịu nổi. Dạ, dạ anh chồng có thấy gì đặc biệt không? Gì? Chỗ nào cũng là mắm cô Thảo, không thôi là mắm bà Thảo, không thôi là mắm bà giáo Thảo. Nhưng mà ở dưới là sẽ để thêm thông tin của cửa hàng. Sao ta? Tại vì ở Châu Đốc này thì mắm bà giáo Thảo rất là nổi tiếng. Dì ơi, bánh bò thốt nốt bán sao vậy dì? Cho con 5 cái. Dạ cũng được luôn, năm này năm kia đi. Cái này đặc sản Nam Giang hả? Dạ. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá con. Dạ. Con đi ngang nãy giờ hai lượt rồi đó. Con muốn mua lắm rồi đó. Con muốn mua lắm rồi mà con bận quá con chưa mua được. Mình cho đậu phộng nha. Nè. Nè. Dạ con gửi. Hơi bị ngon nghe. Ừ, rất là ngon luôn, này là đặc sản An Giang. Rồi con cảm ơn gì. Dạ. Cái này là nấu bằng đường thốt nốt đúng không gì? Còn cái này là mài cá thốt nốt. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn. Gió đang đi ra, cái này là cổng sau hay cổng trước gió? Bây giờ gió đang đi ra phía cổng sau để lấy xe. Lúc sáng thì hai vợ chồng gió đi xe lôi thì cứ 15.000 lượt, khứ hồi là 30.000 lượt. Nhưng mà các chú thì rất là nhiệt tình nha mọi người, cho nên là gió thấy chi phí xe lôi thì cũng không có cao đâu. Cho nên là đi xuống đây thì mọi người cũng có thể trải nghiệm dịch vụ và ủng hộ các chú. Miếu bà chúa xứ ở đây á, tương truyền là tượng bà chúa được rước về là hơn 200 năm rồi. Và cái bức tượng của bà chúa thì được nghiên cứu cho thấy là bức tượng đó khoảng nằm ở thế kỷ thứ 7. Và tầm khoảng năm 1840 á, thì đúng không ta? Dạ nhớ không nhầm là năm 1820 hay năm 1840 gì đó thì được đưa về dưới này để ngự. Và như vậy là buổi sáng hôm nay là kết thúc hành trình viếng bà cũng như là trả lễ bà của gió rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở Miếu Bà Chúa Xứ cũng như là núi Sam Châu Đốc vào dịp gần nhất sắp tới nha. Hẹn mọi người vào năm sau mình sẽ gặp lại. Và bây giờ gió sẽ đưa mọi người tiếp tục với hành trình đi tham quan rừng tràm Trà Sư ở An Giang nha mọi người. Bye bye, đi thôi.